Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn dàn khổ hoa sau nhà của mình đang bây giờ nha. Như mình giới thiệu với các bạn trong video dàn khổ hoa lần trước á, thì những trái khổ hoa sau khi mà đã chín, đã lớn, mình hái vào rồi á, thì những trái khổ hoa nhỏ khác sẽ lớn lên. Như các bạn thấy thì cái dàn khổ hoa của mình á, trái đang treo lủng lẳng như vậy á, nhưng mà trên dàn á có nhiều bông hoa đang nở. Thì sau khi những bông hoa này mà kết thành trái sẽ thành những cái trái nhỏ nhỏ, rồi những cái trái lớn á, khi mà mình cắt đi rồi á, mình cắt vào mình ăn á, thì những cái trái nhỏ nhỏ nó lại lớn lên. Thì cứ liên tục như vậy, nó cứ vòng tua như vậy á, thì cho nên là trong cái mùa mà mình trồng khổ hoa đó, thì nhà mình cứ có khổ hoa để mình ăn liên tục hoài à. Những trái lớn khi mà mình hái vô rồi đó các bạn, thì những trái mà nhỏ nhỏ khoảng chừng 10 phân thôi, thì những trái đó còn non, mình không có hái vô. Mình nói là thôi để lần sau, thì mình nghĩ là khoảng 2 tuần, 3 tuần thì nó mới lớn lên hẳn. Nhưng mà không đâu các bạn, khoảng chừng 1 tuần thôi là nó lớn lên rất là lẹ. Khoảng 1 tuần thôi là từ 10cm nó sẽ lớn thành khoảng 20cm, rất là lẹ. Có nhiều khi mà mình không nhớ, mình không để ý á, nó sẽ chín luôn á các bạn. Mà khổ hoa ở nhà mình trồng á các bạn, nó thích ra hình dáng kiểu nào là nó ra, chứ nó không có thẳng như là những cái trái khổ hoa mà mình mua ở ngoài chợ. Mỗi lần mà mình ra chợ mình thấy khổ hoa các bạn, thì cái trái của nó rất là thẳng mà dài nữa. Mình không biết là khi mà họ trồng á, họ có nắng nót từng trái hay là có uốn éo nó làm sao để cho nó mọc thẳng hay không. Còn những trái khổ hoa ở nhà mình trồng á, thì hình dáng của nó như các bạn nhìn thấy không? Nó như trái sầu riêng vậy đó. Có chỗ thì nhô ra, có chỗ thì ẹo vô. Có những trái khổ hoa á, thì mọc cũng thẳng thừng, cũng đẹp lắm. Giống như hai trái này nè các bạn. Nhìn thì cũng thẳng thẳng một chút xíu ha. Cũng giống như ở ngoài chợ họ bán. Khổ hoa cắt từ ở trên dàn xuống đó các bạn, nó rất là thơm mùi khổ hoa. Cái cọng khổ hoa rồi cái lá khổ hoa, mình đứng mình ngửi á, rất là thơm. Hôm nay á, tính là ra đây hái vài trái khổ hoa vô để nấu cơm tối thôi. Mà ra đây thấy nhiều trái đã lớn rồi, nếu mà không hái á, thì những hôm sau nó sẽ già, nó sẽ chín đi thì uổng. Cho nên là hái vô luôn. Mà mình thấy một rổ như vậy là nhiều quá trời rồi, chắc là phải ăn mấy lần mới hết. Khổ hoa thường thì mình mang đi xào với trứng, hay là mình nhồi thịt nấu canh, hay là có lúc thì mình luộc lên rồi chấm với chao. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một món khác. Ông xã của mình về Việt Nam rồi đi ăn với bạn bè đó, xong rồi về kể mình nghe là ở Việt Nam á, có món lẩu khổ hoa với cá thác lát. Thì nói với mình là món đó lạ mà dễ ăn, cho nên kêu mình làm thử món đó hôm nay. Cho nên bây giờ chắc là mang rổ khổ hoa này vô, mình sẽ lấy vài trái ra làm thử. Nhìn thấy cái trái khổ hoa trên đầu này nè các bạn, mình nhìn thấy cái dáng mắc cười ghê không? Nhưng mà như các bạn thấy đó, gai của nó nở hết rồi đó, là nó đã đủ lớn để mình hái đó. Nhưng mà hình dáng thì rất là mắc cười, tròn vo ha. Một rổ khổ hoa như vậy, nếu mà mình đi ra chợ mình mua các bạn, thì chắc khoảng chừng 2-3 đồng thôi hà. Mà vì ở nhà trồng á các bạn, cho nên mình thấy quý, thấy thương. Nhìn thấy cái rổ khổ hoa mà hái vô, mà chính tay mình trồng á, thì thấy rất là thích. Bây giờ mình sẽ mang vào, mình làm món mà ông xã mình yêu cầu nha, là món lẩu khổ hoa với chả cá thác lát. Nhưng mà ở đây á, mình không có mua cá thác lát, mình mua phi lê cá ở ngoài chợ Mỹ, xong rồi về mình tự làm chả cá. Rồi bây giờ mình nêm nếm vô cái phần chả cá này á, rồi mình cho thêm hành tím sắc nhuyễn, rồi hành lá sắc nhuyễn, tiêu, rồi bột nêm, rồi nước mắm. Cái phần chả cá trước khi mà mình nêm nếm với lại cho hành vào các bạn, là nó đã hơi dai rồi.
nhưng mà mình muốn nó dai thêm á, thì khi mà mình trộn hết tất cả những hành lá và hành tím này vào á, thì mình quết khoảng 5 đến 7 phút để cho nó dai thêm nữa đó các bạn. Như các bạn thấy đó, bây giờ nó rất là dai, rất là khó để cho mình quết rồi đó. Nếu như các bạn không thích dai quá đó, thì các bạn quết ngắn thời gian lại. Ở đây thì khổ qua mình sắc mỏng rồi nè, rồi mình có hành ngò, rồi mình có đầu hành trắng và củ hành tím sắc nhuyễn nữa. Khổ qua mà để bỏ vô trong cái nồi lẩu mà nấu ăn liền đó các bạn, thì họ thái rất là mỏng, để bỏ vô cái nồi lẩu nhúng sơ thôi là gấp ra ăn liền. Nhưng mà mình thái hơi dày một chút xíu, vì mình tính là mình sẽ nấu thành nồi canh, chứ mình không nấu thành nồi lẩu để ăn với bún. Bây giờ mình phi hành lên cho thơm, xong rồi mình cho nước vào, rồi đậy nắp lại đợi cho nước sôi, xong rồi mình nêm nếm cái phần nước lẩu hay là nước canh này nè nha các bạn. Mình nấu một nồi canh nhỏ ra được khoảng một cái tô cho cả nhà mình thôi đó các bạn. Thì mình nêm vào là khoảng một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê đường, 3/4 muỗng cà phê muối. Phần nước mà mình cho vào lúc nãy á, là khoảng 400-500ml nước, là khoảng 1,5-2 cups đó các bạn. Rồi bây giờ khi nước sôi á, thì mình cho từng viên chả cá vào. Rồi mình phải đợi cho chả cá sôi thật là sôi lên nha các bạn, để cho chín chả cá đó. Món này á, như ông xã mình nói á, thì ở Việt Nam người ta ăn với bún, vì lẩu là phải ăn với bún mà phải không các bạn? Nhưng mà hai đứa nhỏ nhà mình á, nó không có biết ăn khổ qua, cho nên mình nấu thành một nồi canh để nấu món mặn khác cho hai đứa ăn. Bây giờ nước sôi lên rồi thì mình cho khổ qua vào, rồi mình đậy nắp lại khoảng một vài phút thôi các bạn. Thì mình tắt bếp, rồi mình cho vào khoảng nửa muỗng canh nước mắm, trộn đều lên. Vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ cho hành ngò lên, rồi mình rắc một tí xíu tiêu lên nữa thôi là xong rồi. Nếu như mà mình nấu thành một nồi lẩu để ăn với bún á các bạn, thì mình sẽ nấu nhiều nước hơn. Nhưng mà vì mình nấu thành một nồi canh để mình ăn cơm, thì mình nấu ít nước thôi, đủ cho hai vợ chồng mình ăn cơm thôi. Chứ còn lẩu là phải cần nhiều nước để ăn với bún phải không các bạn? Bây giờ mình cho ra tô, dọn ra mâm là có thể ăn cơm tối được rồi đó các bạn. Mùi khổ qua với mùi chả cá rất là thơm, mình ăn thử cũng rất là ngon. Chả cá thì rất là dai, khổ qua thì vừa chín tới, cho nên còn giòn giòn rất là thơm mùi khổ qua, rất là ngon. Mình xin mời các bạn nha. Thế là bây giờ mình sẽ có một món mới cho khổ qua nữa, là canh khổ qua với chả cá. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký, thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên, thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.